mà gõ ra gọi gõ để cho nhớt đi nó trơn. Tháo ra thì đi cắt dục mới nối lại được. Nối đoạn nào? Nối đoạn giữa này. Hả? Muốn nối cái gì? Đâu. Cắt cái này cắt đôi ra xong rồi nối nó ngắn lại. Cho nó bé thôi bằng cái tre kia thôi. Thế thì làm gì phải tháo đấy làm gì? Không nối nào được. Cứ để như thế. Không được. Đấy để thế mình nằm, cắt nó nằm lên cái V xong bắt đầu cắt đôi ra xong bắt đầu cắt bớt đi xong bắt đầu mới lại thì... Đi, mình kê đầu này lên cắt không được chập phải đến nằm phẳng chập mới nối thẳng dựng đứng nối trạng thái đứng nó thẳng cho mỡ chắc nó còn cái cá nào nữa không không có cá đây nó như đầu nó có cá gì đâu chả cá gì. Thế này giờ phải được một cái vạch sắt nữa. Hà lại. Mà hai cái sắt cuốn nào.